bạn thấy được thể xác mình trong thực tại, một thân thể bất động và dường như đã chết, song bạn cảm thấy mình đang sống. Trong trạng thái somachi, con người hiểu rằng có thể sống không cần đến thân xác. Đạo sư Derham trả lời: trạng thái somachi có thật sự tồn tại. Nhiều người chúng ta được nghe câu chuyện về Bồ Đề Đạt Ma, sư tổ phái thiền tông của Phật giáo đã quay mặt vào vách tham thiền nhập định 9 năm liên tục, không ăn không uống. Đây không phải là câu chuyện hoang đường. Liệu khi đó Bồ Đề Đạt Ma có nhập somachi hay không? Tờ báo London Telegraph năm 1880 đã thuật lại câu chuyện trong hồi ký của đại tá Claude Martin Wade, phái viên của toàn quyền Anh tại Punjab, Ấn Độ, về một trường hợp nhập somachi trong 40 ngày. Năm 1837, đích thân Ranjit Singh, quốc vương đế quốc Sikh vùng Punjab ngày nay, đã yêu cầu Haridas, một đạo sĩ Hồi giáo người Ấn Độ, chứng minh khả năng trở về từ cõi chết sau một thời gian nằm dưới đất. Trước sự chứng kiến của nhà vua, các quan lại trong triều cùng một nhóm các quân nhân và bác sĩ người Anh và Pháp, giáo sĩ Haridas đã rơi vào trạng thái somachi. Tướng Osborne, một nhân chứng lúc bấy giờ kể lại: khi mọi dấu hiệu của sự sống đã tắt, người ta trói tay của Haridas và khóa lại. Tiếp đến, họ quấn thêm một tấm vải lành có dấu chuyện của nhà vua lên người ông ấy. Sau đó, thi thể được đặt vào trong một chiếc giường lớn, đưa ra ngoài thành phố và chôn trong ngôi vườn của một giáo sĩ. Người ta xây tường quanh địa điểm chôn sau khi đã rắc lúa mạch xung quanh và cử lính canh gác suốt ngày đêm. Sau 40 ngày, vào ngày 23 tháng 4 năm 1837, ngôi mộ được đào lên. Dù hơi lạnh, nhưng cơ thể Haridas vẫn như trước đó 40 ngày. Người hầu bắt đầu tắm cho Haridas bằng nước nóng, sau đó cho một chút bơ sữa trâu vào miệng ông ấy. Một vài phút sau, đồng tử của Haridas giãn ra. Haridas ngồi dậy và nhận ra nhà vua đang ngồi cạnh mình. Ông thốt lên: giờ nhà vua đã tin tôi chưa? Đây là lần đầu tiên một người nhập trạng thái somachi và thoát khỏi trạng thái này trong thời gian dài được khoa học chứng nhận. Và đây cũng không phải là lần cuối các nhà khoa học chứng kiến điều đó. Nếu lúc đó không có bác sĩ và nhà nghiên cứu của Anh chứng nhận thì người ta sẽ coi đó là chuyện cổ tích. Vào thế kỷ 20 đã có rất nhiều thực nghiệm tương tự được thực hiện và đã chứng thực được rằng một số người thiền định có thể nhập somachi. Những năm 1990, kênh truyền hình nước Nga đã chiếu một bộ phim tài liệu, trong đó mô tả thử nghiệm đầu tiên của việc chôn người nhập somachi được thực hiện vào năm 1959 tại Trường Đại học Y học Ấn Độ, khoa sinh lý. Tại đó, một người thực hành thiền đã chứng minh cho các nhà nghiên cứu là mình đã vào trạng thái somachi 8 ngày. Người này đã được đưa vào trong một phòng nhỏ để theo dõi. Sau 2 giờ trong trạng thái đó, mạch đã đập đến 200 lần trên phút. Khi ông ngừng hơi thở đột ngột thì mạch đập trên 250 lần trên phút. Sau đó, tự nhiên máy đo nhịp tim không hiển thị nhịp đập nữa. Nhưng ông vẫn sống và ở trong trạng thái tim không đập cả tuần. Đến ngày thứ 8, ngày cuối cùng thì nhịp tim đập trở lại như cũ là 140 lần trên phút. Ban đầu nhiệt độ thân thể của ông là 37,2 độ C. Sau 7 ngày thì nhiệt độ cơ thể giảm xuống 34,8 độ. Nhưng 2 giờ sau, nhiệt độ đã trở về mức bình thường. Vào tháng 4 năm 1971, ở thành phố Bombay, người ta đã chôn một người tu luyện 106 tuổi xuống độ sâu 2 mét và không có một chỗ nào để thở, không có nước, không có oxy và ông nằm ở đó một tuần. Khi đào ông lên, các bác sĩ đã xoa bóp, làm ông thở lại được và ông đã trở lại bình thường, chỉ sút mất 2kg. Ông đã giảm thân nhiệt so với trước 1 độ C. Ông nói cách ông tắt cơ thể của mình để tự làm sạch thân thể như vậy đã thực hiện hơn 100 lần. Vậy có thể thấy rằng chuyện con người có thể nhập định vào trạng thái somachi không phải là chuyện hoang đường. Vì sao người ở Tây Tạng nhập định trong thời gian dài? Khi giáo sư Morasev trao đổi với đạo sư Derham Rajabati tại thành phố Amritsar về các nền văn minh tiền sử, ông đã nhận được những thông tin vô cùng bất ngờ. Trên trái đất đã có 22 nền văn minh, đạo sư Derham vào đề ngay. Đúng là các nền văn minh đã đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao và tự tiêu vong. Nạn tự hủy diệt diễn ra hoặc ở dạng xung đột toàn cầu, hoặc là hệ quả của thảm họa vũ trụ do tác động của tâm năng tiêu cực gây ra. Sau các thảm họa toàn cầu, khí hậu trên trái đất thay đổi. Và chỉ cần khí hậu trên trái đất trở nên thuận tiện cho sự sống, loài người lại xuất hiện dưới dạng nền văn minh mới. Nó phát triển, đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao và lại tự hủy diệt. Chúng ta vẫn thường xuyên thấy các tin tức về việc phát hiện các di vật văn minh tiền sử từ khắp nơi trên trái đất. Bởi vậy, câu chuyện của đạo sư Derham về 22 nền văn minh đã từng tồn tại và từng bị hủy diệt cũng không phải là điều